Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay của Báo Thanh Hóa. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Trà My, từ sáng nay 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12 từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến đêm 28 tháng 10. Ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Thanh Hóa đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 27 tháng 10 như sau. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 19 đến 29 độ C, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực Lăng Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cầm Thủy, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 19 đến 29 độ C, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực Như Xuân, Như Thành, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20-29 đến 29 độ C, độ ẩm 60-95%. đến 95 Khu vực Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hòa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20-28 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Đông Cống, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3, có nơi cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thành phố Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thành phố Sầm Sơn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3 có nơi cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95% khu vực thị xã Nghi Sơn mới thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, có lúc cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ 20 đến 28 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Vùng biển Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27 tháng 10. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi 15 đến 18 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và rông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, Phía Nam, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi chỉ 27 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dài rác có rông. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ cao nhất phía bắc 24 đến 27 độ, phía nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.